Xin chào tất cả mọi người. Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các anh chị làm bài tập. Để làm một cái bài tập ở trên mạng như thế này thì tôi đề nghị chúng ta làm việc như thế này. Đầu tiên tôi sẽ viết các cái câu hỏi như thế này. Rồi tôi sẽ để khoảng 5 giây, vài giây bằng một cái hình ảnh để phân cách nó ra, và sau đó tôi sẽ giải thích, đưa ra cái phần đáp án luôn. Thế thì các anh chị nào mà đã học qua rồi thấy nó dễ đối với mình đó, thì các anh chị muốn coi qua thì coi luôn phần này, rồi mở phần đáp án coi luôn để xem mình có lượm lặt trong này được một cái chuyện gì, một cái động từ, một cái chữ gì mới hay không. Còn nếu không coi như một cách ôn lại. Riêng các anh chị nào mới học lần đầu thì tôi xin đề nghị là khi mà tôi viết xong phần câu hỏi này và tôi chấm dứt bằng cái hình ảnh đó, thì các anh chị ở nhà dừng lại, cho máy nó ngưng lại và bắt đầu phải làm. Các anh chị phải làm, tự làm đúng hay làm sai thì chúng ta sẽ đối chiếu cái phần đáp án. Chứ nếu các anh chị thấy như thế này, coi luôn đáp án thì thấy nó dễ quá, rồi tưởng là nó dễ mà thực sự nó không có, mình chưa làm, mình chưa quen. Đó là cái thứ nhất. Và trong các cái bài làm, các cái bài học như thế này đó, thì tới cái bài tập, tôi để bài tập này này, thì tôi sẽ đưa vào một cái playlist, một cái danh sách phát riêng để cho các anh chị nào muốn học, muốn tìm các bài tập thì có thể dễ tìm. Và trong cái danh sách đó tôi sẽ tuần tự tôi đưa từ những bài dễ tới bài khó, như vậy nhé. Và hôm nay chúng ta làm bài tập về cái thể thụ động là voix passive. Để làm cái thể này thì tôi sẽ giới thiệu với anh chị hai phần. Một phần là đổi từ active qua passive, thuận đó. Và trong cái phần này lại chia ra làm hai cái phần nhỏ, tức là ở present rồi sau đó ở passé composé, mình chưa học phi tuyên, mình chưa làm được, làm hai phần thôi. Rồi sau đó phần thứ hai chúng ta sẽ đổi từ passive qua active, và cũng ở trong hai cái thì hiện tại và thì quá khứ, passé composé. Bởi các anh chị coi phần thứ nhất, đổi từ active qua passive, đổi từ thể chủ động qua thể bị động ở thì present. Thì tôi xin, cái phần này rất là đơn giản, để tôi xin hướng dẫn các anh chị, để các anh chị nào mà cần làm, tự làm thì có thể hiểu. Tôi nói cái cách nghĩa nhé. Ở đây tôi viết rời rạc ra thì các anh chị sẽ thấy rõ ràng. Ở đây là động từ, và tất cả các động từ này đều là nhóm 1 và đều là VT, bắt buộc phải là VT, phải không ạ? VT thì chúng ta mới đổi qua passive và được, chứ các VTI hoặc là VI thì hoàn toàn không làm được. VT, và tôi gom lại các động từ nhóm 1, các anh chị thấy nhóm 1 này. Được chưa? Rồi qua bên này là chủ ngữ, rồi bên này là complement. Đây là đối tượng này. Thì việc làm là các anh chị đưa cái này ra đằng trước, đưa chủ ngữ ra đằng sau. Cái động từ này chúng ta phải xử lý như thế nào? Tôi xin ôn lại ạ. Thứ nhất là chúng ta phải đổ cái này ra participe passé, phải tìm cái participe passé của nó, của từng cái, rồi đưa xuống đây này. Rồi sau đó đưa cái động từ être vào, và động từ être là chia theo đúng cái thì của động từ ở cái thể active. Thế là xong. Tôi hướng dẫn như vậy nhé. Bây giờ tôi nói cái nghĩa này. L'enfant mange une pomme, đứa bé đang ăn một trái táo. L'enfant caresse le chat, đây là nhóm 1 thì động từ caresser, đứa bé vuốt ve con mèo, caresser con mèo. Le soleil éclaire la terre, động từ nhóm 1 éclairer là VT, mặt trời chiếu sáng trái đất. Câu thứ tư, le soleil chauffe la terre, động từ nhóm 1 chauffer, mặt trời hâm nóng trái đất lên. Và câu thứ năm, le vent pousse les nuages, le vent là gió, les nuages là mây, mây thì có nhiều mây, pousse là đẩy, gió thổi, gió đổi, thổi cái gió nó lùa mây đi. Để các anh chị làm cái bài này nhé, làm cái phần này. Tôi hy vọng là tất cả anh chị đã làm được 5 câu này. Tôi đã hướng dẫn chúng ta đưa cái đối tượng ra đằng trước, une pomme ra đằng trước, chúng ta đưa cái chủ từ ra đằng sau, nó trở thành complément d'agent. Bây giờ chúng ta xử lý cái động từ. Động từ chúng ta phải tìm cái participe passé của cái động từ này. Manger là nhóm 1 thì participe passé là manger ở accent aigu. Bây giờ chúng ta để động từ être vào đây, và động từ être này phải chia theo cái thì của câu chủ động. Câu này là présent thì chúng ta để nó là e. Một trái táo thì là số ít. La pomme, une pomme est mangée par l'enfant. Và ở đây nó là féminin, danh từ féminin thì đi sau, cái chữ này đi sau être, chúng ta phải thêm ơ. Xong câu thứ nhất ạ. Đối tượng ra đằng trước, chủ ngữ ra đằng sau, có chữ par, vì chúng ta tìm cái participe passé của động từ này, nó là caresser. Caresser viết như thế này. Và chúng ta đưa cái động từ être vào ở đúng cái thì của cái câu chủ động. Đây là présent thì chúng ta để chữ e giống bên trên. Đây cũng vậy. Éclairer, participe passé là éclairer accent aigu, và đưa cái động từ être vào, đây là số ít cũng là présent là e, nhưng mà đây chủ ngữ nó là féminin, đứng sau être thì hai cái đối tượng, hai cái thành phần này participe passé và chủ từ phải phù hợp với nhau về giống và số. Đây là số ít thì để nguyên, giống cái thêm ơ. Câu thứ ba, câu thứ tư cũng như vậy, chúng ta tìm cái participe passé, nó là chauffer, rồi đưa cái động từ être vào, và đây cũng như vậy, vẫn là trái đất, chúng ta phải thêm ơ. Và câu thứ năm, đưa cái đối tượng ra đằng trước, les nuages, tìm participe passé của động từ này, nó là pousser. Pousser mà viết là accent aigu. Bây giờ đưa động từ être xuống, động từ être phải phù hợp với chủ ngữ, đây là số nhiều thì nó là sông. Và đây là masculin pluriel, chúng ta phải thêm s. Đó là cái cách thành lập cái thì passive của các cái câu chủ động. Trong phần thứ hai này, các anh chị cũng đổi những cái câu chủ động sang bị động, nhưng động từ nó ở thì passé composé. Câu số 1, em gái tôi đã làm bể, làm vỡ một cái dĩa, cassé, làm gãy, làm bể đó, une assiette. Ông làm vườn, le jardin là cái vườn, jardinier là người làm vườn đã tưới các bông hoa. Cái này chúng ta có nói một lần rồi. Cái này là nếu mà dịch ra thì tương đương như là chủ tịch ủy ban, ủy ban phường, ủy ban thành phố, ủy ban quận, ủy ban tỉnh. Nhưng mà ở bên Pháp người ta không có ủy ban. Cái chữ ủy ban, chủ tịch ủy ban chúng ta có thể dịch được, mà dịch ra người Pháp họ không có hiểu là cái gì hết. Thì nó tương đương nhé, thì chúng ta gọi cái ông mà tương đương như là chủ tịch ở bên Việt Nam mình là le maire. Rồi tùy cái cấp phường, quận, tỉnh, thành phố. Le maire chúng ta tạm gọi là ông thị trưởng đi. Ông thị trưởng đã khai trương cái sân vận động mới. Cô thư ký commande đây là đặt hàng, đã gọi đi, đã gọi một cái Uber. Cái này tôi phải dùng ở bên nước ngoài, ở bên phương Tây, bên châu Âu, bên Mỹ. Người ta không có Grab như mình, nó là Uber. Uber thì đương nhiên là không có xe hai bánh rồi. Vậy cái này là một cái xe bốn bánh đó. Gọi một cái xe taxi công nghệ đó. Rồi Ronaldo đã ghi một cái bàn thắng rất là đẹp. Tôi xin đưa cái này vào để cho các ai mà thích đá banh. Đây là mùa Euro này, các anh chị học được cái động từ marque, đá vào lưới đó, là marque, một cái butt, một cái goal, một cái bàn thắng. Để làm bài tập này, chúng ta cũng làm như bài tập trước. Chúng ta đưa đối tượng ra đằng trước, chủ ngữ ra đằng sau. Tất cả cái phần này ra đằng trước, tất cả cái phần này ra đằng sau. Rồi chúng ta thêm chữ par vào ở trước cái complément d'agent đó. Tôi đã làm sẵn cho các anh chị rồi. Và chúng ta chỉ còn cái phần chúng ta phải xử lý cái động từ. Thì động từ chúng ta phải đưa cái participe passé đây có sẵn rồi, đưa xuống. Đưa xuống. Và cái động từ ở đây nó sẽ trở thành động từ être. Ở trên là avoir, tác động. Bây giờ être bị động, être mà être là phải phù hợp về giống với cái chủ ngữ và phải nằm đúng ở cái thì của cái câu chủ động. Câu này là passé composé thì chúng ta viết là AET. AET là passé composé của động từ être. Tôi dừng lại một tí để cho các anh chị nào mà cần học ôn lại đó, thì chúng ta coi cái bài 58 tôi có trình bày về passé composé của động từ avoir và être. Chúng ta coi lại nhé. Về S là je suis, tu es, il est, nhưng mà đi qua passive composé là j'ai été, tu as été, il a été. Đây cũng như vậy, đây là số nhiều thì là ont été. Ở trên này tôi quên nhé, cái participe passé này phải phù hợp với giống và số với cái chủ ngữ, bởi vì đứng giữa nó là verb s, đây là féminin, chúng ta thêm ơ vào. Và ở đây nó là số nhiều mà là féminin, chúng ta phải thêm ơ, s. Ở đây chúng ta cũng đưa động từ s ở passé vào aet, số ít là aet. Cái start là sân vận động thì nó là masculine, ở đây chúng ta để nguyên, inguire là khai trương. Rồi ở đây cũng là động từ être, aet, bởi vì nó là số ít. Và cái xe Uber, nó không biết là xe gì hết mà tao quy định nó là masculine, ở đây để nguyên. Và ở đây chúng ta cũng đưa participe passé xuống marquer, marquer là ghi, ghi bàn đó. Và chúng ta đưa verb être xuống, đây là số ít, aet. Số ít thì là a, số nhiều thì là ông. Các anh chị coi này, số ít thì là a. Và chúng ta xem cái giống, tại vì đây là động từ s thì đằng trước đằng sau phải giống nhau. Đây là masculine thì đây để nguyên. Như vậy là xong rồi. Tức là cái nguyên tắc vẫn là như bình thường, đưa đối tượng ra đằng trước, chủ ngữ ra đằng sau. Chỉ có cái động từ này này, bây giờ nó là quá khứ thì cái động từ s phải ở quá khứ, số ít là aet, số nhiều là ont.